Chào mọi người đã ghé thăm kênh YouTube của Mr. Cầu. Trong sự kiện Apple Event vào ngày 14 tháng 9, chiếc iPad mini 6 được đánh giá là sản phẩm có sự nâng cấp đặc biệt lớn trong các dòng sản phẩm của Apple năm nay. Mình là Nguyễn, và hôm nay mình sẽ mang lại tổng quan tất cả những điều bạn cần biết về chiếc máy tính bảng iPad mini 6 này. Về thiết kế, chiếc iPad mini 6 này hoàn toàn khác so với iPad mini 5 với phong cách màn hình tràn viên, hay còn gọi là old screen design. Không còn nút home, viền phẳng, góc bo, mang phong cách của các đèn ăn như iPad Pro và iPad Air 4. Xét về tổng thể, có thể nói rằng iPad mini 6 là phiên bản iPad Air 4 thu nhỏ với 4 màu đen, vàng, tím, hồng, khá đẹp mắt. Điểm nhấn của iPad mini 6 có lẽ là màn hình 8.3 inch Super Retina, viền máy mỏng và cân đối. Màn hình được cải tiến có khả năng hiển thị màu sắc tốt hơn, sáng hơn, kèm công nghệ True Tone và chống chói, tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng, đặc biệt ngoài trời hoặc trong thời gian dài. Thay vì Face ID, Mini 6 vẫn hỗ trợ công nghệ mở khóa Touch ID và được tích hợp vào nút nguồn. Điều này khá tiện dụng đối với việc sử dụng máy, đặc biệt là trong mùa dịch Covid kéo dài. Còn về hiệu năng, Mini 6 sẽ được trang bị chip mới nhất A15 của Apple, mạnh hơn 40% về tốc độ xử lý CPU và tới 80% đồ họa GPU. Hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm mượt và sắc nét hơn cho các ứng dụng đồ họa cũng như là gaming. Mini 6 sẽ có sạc USB Type-C với khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn gấp 10 lần, đồng nghĩa với việc rất nhiều thiết bị có thể kết nối trực tiếp với chiếc iPad mini 6. Mọi người trong mọi lĩnh vực có thể sử dụng chiếc iPad mini này cho đam mê cũng như là công việc của mình. Apple cũng đã tích hợp thêm mạng 5G trên chiếc iPad mini này, tuy nhiên tại Việt Nam thì mạng 5G vẫn chưa được phổ biến lắm. Về mảng camera, bộ camera của mini 6 đã nhận được rất nhiều nâng cấp lớn. Camera sau được nâng cấp lên 12 megapixel với chức năng autofocus và True Tone Flash. Đặc biệt, camera selfie cũng được nâng lên 12 megapixel góc rộng 120 độ tích hợp công nghệ Center Stage. Center Stage là một công nghệ có khả năng tự động zoom vào người nhìn và mở rộng ra nếu có nhiều người tham gia vào cuộc gọi. 100% iPad của Apple đã có công nghệ này. Và cuối cùng thì bộ loa của Mini 6 cũng được nâng cấp lên với loa stereo ở hai đầu máy giống như iPad Pro. Hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn. Mini là dòng iPad nhỏ nhất, cơ động nhất của Apple, có thể cầm vừa trong lòng bàn tay. Với rất nhiều nâng cấp trong năm nay thì Mini 6 có thể là chiếc iPad hot nhất thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Mình nghĩ rằng Mini 6 sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời với những bạn thích đi du lịch, một công cụ học tập rất tốt với Pencil 2 và đặc biệt là một thiết bị gaming đỉnh cao. Tuy nhiên, có một điểm mà có lẽ nhiều người sẽ mong muốn trên chiếc Mini 6 này, đó là màn hình 120Hz. Đối với người dùng Việt Nam, trong tầm giá khoảng 14-15 triệu, thiết kế đẹp, hiệu năng cao, tích hợp sẵn công nghệ 5G, bạn có thể yên tâm sử dụng chiếc Mini 6 này trong vòng 4-5 năm tới mà không cần phải lo lắng gì hết. Hãy cho mình biết bạn nghĩ gì về chiếc Mini 6 này. Hãy để lại comment và đừng quên subscribe. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh YouTube của Mr. Cầu.